mày hỏi mình cái đấy. Ờ, hỏi bè xuống đường đi. Ờ, đi. Ây à. Làm cái về mẹ, cái về mẹ, cái về mẹ. Cả bắt đường nhá. Hả? Đi đâu ấy? Thì đi ra cửa xem kiếm tiền đi cho mấy tắm kìa. Cái anh muộn này không đưa tắm đi thì nhìn gì? Ra. Ờ, ba mà. Anh quỳ ớ. Hey, anh em ạ, thì hôm nay là mình cả Diễm hiện tại đang chuẩn bị xuống nhà ngoại anh em nhé, là bố mẹ đẻ ra Diễm. Đấy, thì như hôm trước anh em xem video anh em biết rồi, là chị ruột của Diễm mới từ Nhật Bản về chơi. Đấy, thì hôm trước là đúng ra là mình cả Diễm là cũng có chuẩn bị xuống chơi anh em ạ. Nhưng lúc đó tự nhiên Diễm lại phải bất chợt lại đi khám anh em ạ. Nên là từ hôm đó đến hôm nay Diễm là chỉ ăn với nằm tại nhà một mình nhé, nằm tại chỗ, không đi đâu, không làm gì được anh em ạ. Đấy, còn vấn đề của Bún nữa thì cũng gần tuần này rồi là Diễm chưa được gặp Bún anh em nhé. Chỉ gặp nhau qua màn hình nhỏ thôi. Đấy, thì hiện tại Diễm đang chuẩn bị quần áo rồi sẽ mình chuyến đi lần này mình sẽ cho Diễm đi tầm mấy hôm ở dưới đó chơi nhé. Vì hai chị em lâu ngày không gặp lại nhau anh em ạ. 4 năm rồi, hơn 4 năm rồi. Đấy, thì bây giờ mình Diễm cứ ở nhà tắm nhé. Còn bây giờ mình sẽ phải ra ở kia để đón thằng Bún về đây để tắm rửa các thứ cho nó. Rồi cả nhà mình cùng xuống đó anh em nhé. Đấy, còn bạn nào mà hóng hay là muốn biết mặt của chị ruột Diễm như nào, xinh không hay ra làm sao thì mọi người theo dõi hết clip nha. Ok mọi người. Đâu rồi? Bún à? Đây bố à? Ngồi im. Ngọc bảo ngồi im. Đây phải bố, đây là chú. Bố kia kìa. Bố đây này. Đây bố này nhá. Đây bố phải bố. Bố nào để cho đây à? Đi. Đây bố bé đi tắm về. Nào, bây giờ nhá, bố bé về tắm rửa sạch sẽ rồi cho gặp mẹ nhá. Vì hai ngày hôm nay không gặp mẹ đúng không? À, tuần nay thứ nhật, tuần nay thì không gặp mẹ rồi đúng không? Thế là bây giờ bố cho về tắm rửa sạch sẽ nhá, xong rồi gặp mẹ nhá, xong rồi xuống ông bà ngoại chơi này, với bác Hương này, nhá. Từ hôm bác Hương về chưa xuống gặp bác đúng không? Thì hôm nay xuống gặp bác nhá, đi đi về bố nhá, đi. Điều ơi, hả? Điều ơi. Ở đây gặp nhá. Thì hôm trước bị xuống gặp Hương đây. Từ hôm Hương về là đã xuống đâu. Thì cái hôm ấy bị xuống thì Diễm tự nhiên phải đi khám để giờ lại thành nằm ở nhà không yên rồi. Thì chị em nó về chị em ruột nhau gặp bảo đi 4-5 giờ thì bây giờ mới về còn vẫn chưa được gặp nhau. Thì thôi hôm nay tao quyết định cho Diễm cả bún xuống đến trường mấy hôm. Hỏi mình cái đấy. Hỏi bè xuống đường đi. Đi. Làm cái về mẹ, cái về mẹ, cái về mẹ. Cả bắt đường nhá. Hả? Đi đâu ấy? Đi ra cửa xem kiếm tiền đi cho mấy tắm kìa. Này, hả? Thế là mày vẫn chưa ngừng bỏ ý định gặp người thế nào? Đó, tao mày biết là Hương này nó là chị ruột của Diễm, thấy chưa? Biết rồi, ai thích nó đi, tao đưa mày cả Hương ra ngoài cho nó may mắn vậy đó. Anh đi không làm sao đâu mà bị mà phải may mắn hay không may mắn, phải đưa đi đâu? Anh đưa nhầm chỗ câu à? Tất cả quay lại đúng đi. Đúng lại, đúng. Quay lại. Xuống. Xuống. Bao phủ cho nhau xuống đi. Tí Ngọc đưa lên, đấy, hai anh xuống đi. Tí Ngọc đưa lên xong. Này, xin lỗi. Này, đưa xuống, xuống. Đi xuống. Từ từ. Đấy. Em muốn xuống chưa đi? Em muốn xuống chưa đi? Muốn xuống chưa đi? Được rồi. Đưa về đây, đi nhanh nhanh nhanh. Rồi, con này đưa, con ăn tắm đi gì đó. Rồi, đi đi. Đấy, anh muộn này không đưa tắm đi, còn nhìn gì? Ra. Ơ, ba, ba. Anh quỳ ớ. Rồi đi, rồi. Rồi, tôi thích cả nhà mình đấy, sau tí nó lại cả nhà cãi nhau. Đi treo treo thì thật thật trên đường quân đi treo treo đấy, nếu nó nói là nhà, đến lúc mấy chị luôn một cái treo đến lúc nào cũng từ này nọ. Rồi đi, về mẹ nhá. À, ok nha bạn, thì bây giờ mình sẽ xuống đưa bún về tắm giặt xong rồi mình sẽ xuống kia rồi. Mọi người cũng hóng rồi đâu, mình xem đây sẽ cho mình gặp mặt chị Hương, chị Hương Diễm nhỉ. Bảo luôn cho tao người lên mày chuyện. Đấy, ok, có gì mình đi anh em xem nhé. Đấy, ok anh em ơi. Thì giờ anh em vừa lấy là mình
có xuống nhà Diễm là tới anh em ạ, nhưng mà mình không hiểu tại sao mà chắc là cái duyên của mọi người với chị Hương của mình nó không thành hiện thực mọi người ạ. Thì nói thật mọi người là vẫn là mình lúc mình cả Diễm đây, hiện tại Diễm vẫn đang làm đây anh em ạ, thì vẫn là mình cả Diễm là cũng có xuống gần đến nơi rồi, nhưng Diễm tự nhiên lại kêu đau bụng hay gì anh em ạ, thế là mình lại vòng một phát lên bệnh viện mình đưa Diễm đi khám luôn. Đấy, thế là khám cho phát là lại đưa Diễm một mạch về đây. Nói thật mọi người, đến mình cũng chưa hề gặp chị Hương. Chứ nói thật, nếu mà mình gặp chị Hương rồi hay là chị ruột Diễm ấy, là mình sẽ quay cho mọi người xem để cho mọi người biết mặt của chị Hương ngay. Để chứ thật sự hứa với anh em lần này lần thứ hai rồi cũng chưa thể quay cho em xem biết được mặt của chị ruột của Diễm. Nhưng mà mình hứa với anh em là vừa đấy là Diễm cũng có gọi điện cho chị Hương rồi, thì cũng có bảo là hình như là khả năng ngày mai chị ruột của Diễm sẽ xuống nhà mình chơi với Diễm mọi người nhé. Vì mọi người biết hai chị em ruột chênh nhau có 2 tuổi thôi mà hơn 4 năm xa cách rồi, mà từ hôm về giờ cũng được gần tuần rồi mà hai chị em chưa được gặp nhau. Đấy nên là hình như mình nghe nói hình như ngày mai chị Hương sẽ xuống đây anh em nhé. Đấy thì mai chị Hương xuống có nhà mình sẽ quay em xem. Còn đặc biệt nhé là mình sẽ phải giấu tọa mọi người ạ, chứ nếu không mọi người biết rồi, tính nó của mình không khác gì nhau à, như mẹ nhầm, tính nó là nói chung thấy gái là buổi dãi nó tưng bừng hết lên anh em ạ. Đấy, còn Diễm là thì hiện tại em vẫn đang tụt huyết áp nên là vẫn đang làm thế anh em ạ. Đấy, còn hiện tại bây giờ mình thì phải xuống kia mình nấu mì cho nó ăn chứ giờ nó tụt huyết áp ở đấy. Hôm nay lý do là mình phải cho nó ngủ ngoài nhà ngoài này là vì nó tụt huyết áp quá, xong rồi nó xuống xe thì nó phải vào đây luôn chứ anh em ạ, chứ để mà đưa vào nhà trong kia thì nó xa quá. Đấy thì mình không tiện thì mình sẽ đưa nó về nhà ngoài này ngủ. Đấy. Đấy ok anh em nhé, thì ngày mai mà chị ruột của nó mà có xuống hay nhào thì mình sẽ cho anh em biết mặt nha anh em nhé. Xin lỗi anh em nhé, anh em thông cảm nhé. Ok, còn bây giờ mình phải đi nấu mì nó đây, còn có nhà mình sẽ ghi hình tiếp anh em xem nhé. Ok, bye bye nhé.